Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng khám phá thêm những bí ẩn của vũ trụ chưa? Lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những điều vô cùng thú vị, nhưng vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta. Lần này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vũ trụ bao la và khám phá những điều kỳ diệu ẩn giấu trong đó. Biết đâu đấy, chúng ta sẽ tìm thấy những điều vượt xa cả trí tưởng tượng của mình. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình mới và vén màn bí mật của vũ trụ nào! Bạn đã bao giờ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và tự hỏi liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ rộng lớn này? Câu hỏi đó đã thôi thúc con người suy nghĩ từ hàng thế kỷ này, liệu có những hành tinh khác ngoài kia tồn tại sự sống? Nếu có, vậy những sinh vật ngoài hành tinh, hay còn gọi là người ngoài hành tinh, đang ở đâu? Đó chính là câu hỏi đã khai sinh ra nghịch lý Fermi. Nó được đặt theo tên nhà khoa học Enrico Fermi, người đầu tiên đặt ra câu hỏi này. Fermi cho rằng vũ trụ của chúng ta rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, với hàng tỷ tỷ ngôi sao. Xung quanh những ngôi sao này chắc chắn phải có rất nhiều hành tinh, và một số hành tinh trong số đó có thể có những điều kiện phù hợp cho sự sống phát triển. Nếu vậy, một số hành tinh có thể đã phát triển đến những nền văn minh thông minh. Nhưng nếu điều đó là sự thật, tại sao chúng ta vẫn chưa gặp được người ngoài hành tinh? Đó chính là nghịch lý Fermi. Để giải đáp nghịch lý này, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một số cho rằng có thể chúng ta thực sự đơn độc trong vũ trụ. Có thể sự sống trên trái đất là một sự kiện cực kỳ hiếm hoi. Một số nhà khoa học khác lại tin rằng người ngoài hành tinh có tồn tại, nhưng họ không muốn liên lạc với chúng ta. Có thể họ cho rằng chúng ta quá lạc hậu, hoặc họ sợ hãi chúng ta. Cũng giống như chúng ta e ngại khi tiếp cận một con vật nhỏ bé và yếu ớt trong rừng. Họ cũng muốn tránh xa chúng ta. Một giả thuyết thú vị khác là người ngoài hành tinh đã phát triển đến mức chúng ta không thể hiểu nổi công nghệ của họ. Giống như một con kiến không thể hiểu được chiếc điện thoại di động, chúng ta cũng có thể không hiểu được công nghệ của người ngoài hành tinh. Cũng có thể người ngoài hành tinh ở quá xa chúng ta. Vũ trụ rộng lớn đến mức có thể mất hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu năm để tín hiệu của họ đến được trái đất. Thậm chí một số nhà khoa học còn cho rằng người ngoài hành tinh đã tìm thấy chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra họ. Có thể họ trông rất khác chúng ta, hoặc cách sống của họ hoàn toàn khác biệt. Nghịch lý Fermi thôi thúc chúng ta suy nghĩ sâu sắc về vũ trụ. Nó cho chúng ta thấy chúng ta nhỏ bé như thế nào và vũ trụ rộng lớn và bí ẩn ra sao. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để tìm lời giải đáp cho nghịch lý này. Họ đang sử dụng những phương pháp mới để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên các hành tinh khác. Mặc dù chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về người ngoài hành tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tồn tại. Biết đâu đây, trong tương lai, chúng ta sẽ được gặp gỡ họ. Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến thế giới vận hành? Chắc hẳn bạn biết rằng mọi vật đều rơi xuống, chúng ta đi trên mặt đất và mặt trăng quay quanh trái đất. Tất cả những điều này đều nhờ vào một lực đặc biệt được gọi là lực hấp dẫn, gravity. Nói một cách đơn giản, lực hấp dẫn giống như một sợi dây vô hình kéo mọi vật về phía nhau. Đó là lý do tại sao khi chúng ta ném một quả bóng lên cao, nó lại rơi xuống. Nhưng lực hấp dẫn chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn hơn, được các nhà khoa học gọi là lực hấp dẫn lượng tử, quantum gravity. Đây là một bí ẩn mà các nhà khoa học đã cố gắng giải mã trong nhiều thế kỷ. Bạn có thể hỏi lực hấp dẫn lượng tử là gì? Thì các bạn ạ, đó là sự kết hợp độc đáo giữa lực hấp dẫn và cơ học lượng tử. Cơ học lượng tử là tập hợp các quy luật chi phối thế giới vĩ mô như nguyên tử và các hạt cơ bản. Trong khi đó, lực hấp dẫn chi phối thế giới vĩ mô như các ngôi sao, hành tinh và thiên hà. Cho đến nay, các nhà khoa học đã giải thích lực hấp dẫn bằng thuyết tương đối, Theory of Relativity của Einstein. Theo thuyết này, lực hấp dẫn thực chất là do sự uốn cong của không thời gian, space-time. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học cố gắng áp dụng thuyết này cho thế giới vĩ mô, nó lại không hoạt động. Và đó là lúc bí ẩn về lực hấp dẫn, lượng tử xuất hiện. Các nhà khoa học muốn tạo ra một lý thuyết có thể giải thích cả lực hấp dẫn và cơ học lượng tử. Một lý thuyết như vậy có thể giúp chúng ta giải đáp những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, chẳng hạn như điều gì xảy ra bên trong họ đến và vũ trụ hình thành như thế nào. Để hiểu được lực hấp dẫn lượng tử,
các nhà khoa học đang nghiên cứu theo nhiều hướng khác nhau. Một trong số đó là thuyết dây, string theory. Theo thuyết này, thế giới của chúng ta được tạo thành từ những sợi dây nhỏ xíu rung động, strings. Những sợi dây này nhớ đến mức chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Một hướng nghiên cứu khác là lục hấp dẫn lượng tử vong, loop quantum gravity. Theo thuyết này, không thời gian được tạo thành từ những vòng lập nhỏ xíu. Những vòng lập này nhớ đến mức chúng ta không thể cảm nhận được chúng. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào cho lục hấp dẫn lượng tử. Nhưng họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ giải mã được bí ẩn này. Lục hấp dẫn lượng tử là một chủ đề phức tạp nhưng cũng rất thú vị. Nó có thể cho chúng ta biết vũ trụ hình thành như thế nào và hoạt động ra sao. Nó có thể giúp chúng ta nhìn thế giới xung quanh theo một cách hoàn toàn mới. Vì vậy, hãy cùng đồng hành với các nhà khoa học trong hành trình khám phá đầy thú vị này và tìm hiểu bí ẩn chưa có lời giải đáp của vũ trụ. Đôi khi, chúng ta nhận được những tín hiệu từ vũ trụ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một tín hiệu bí ẩn như vậy được gọi là tín hiệu wow. Đây là một tín hiệu vô tuyến được ghi nhận trên trái đất vào năm 1977 và đã khiến các nhà khoa học bối rối. Tín hiệu này được kính viễn vọng vô tuyến Big Ear thu được vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Nó rất mạnh và hẹp, chỉ kéo dài 72 giây. Điều đặc biệt là tín hiệu này xuất hiện ở tần số 1 V/mHz. Tần số này đặc biệt bởi nó là tần số tự nhiên của hydro, nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ. Khi phát hiện ra tín hiệu này, các nhà khoa học vô cùng phấn khích. Họ cho rằng nó có thể là thông điệp được gửi đến từ một nền văn minh ngoài hành tinh. Tín hiệu mạnh đến mức khó có thể đến từ một nguồn tự nhiên. Nhà khoa học Jerry Eamon, người vận hành kính viễn vọng Big Ear, đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tín hiệu này đến nỗi ông đã viết "Wow" lên bản in dữ liệu. Đó là lý do tại sao nó được gọi là tín hiệu wow. Tuy nhiên, nguồn gốc của tín hiệu wow vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm lại nó, nhưng không bao giờ thu được tín hiệu tương tự. Do đó, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích nguồn gốc của tín hiệu này. Một số người tin rằng tín hiệu này được gửi đến từ một nền văn minh ngoài hành tinh đang cố gắng liên lạc với chúng ta. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh cho giả thuyết này. Các nhà khoa học khác cho rằng tín hiệu này có thể đến từ một nguồn tự nhiên, chẳng hạn như sao chổi hoặc vụ nổ sao. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng chưa được chứng minh. Một giả thuyết khác cho rằng tín hiệu này được gửi từ chính trái đất và bị phản xạ trở lại từ một vệ tinh hoặc tàu vũ trụ. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng chưa được xác nhận. Tín hiệu wow vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm những cách thức mới để hiểu rõ hơn về nó. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta sẽ khám phá ra sự thật đằng sau tín hiệu này, hoặc có thể nó sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Dù sao đi nữa, tín hiệu này nhắc nhở chúng ta về sự rộng lớn và bí ẩn của vũ trụ, và còn rất nhiều điều chưa được khám phá. Câu chuyện về tín hiệu wow cũng dạy chúng ta rằng hãy luôn cởi mở và xem xét mọi khả năng. Có thể có sự sống ở đâu đó ngoài kia trong vũ trụ, và biết đâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ liên lạc được với họ. Đôi khi nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta bắt gặp những vật thể khiến chúng ta phải trầm trồ kinh ngạc. Một số vật thể ở rất xa, đến mức chúng ta không thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng ánh sáng của chúng vẫn chiều rồi đến trái đất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vật thể bí ẩn như vậy, được gọi là quasar. Cái tên quasar nghe có vẻ như thuộc về một thế giới kỳ diệu nào đó, nhưng thực tế, chúng là một trong những vật thể sáng nhất và mạnh mẽ nhất trong vũ trụ của chúng ta. Nói một cách dễ hiểu, quasar giống như một ngôi sao, nhưng nó khác biệt rất nhiều so với những ngôi sao thông thường. Nó sáng đến mức có thể lấn át cả ánh sáng của một thiên hà. Năng lượng phát ra từ quasar lớn hơn hàng tỷ lần so với mặt trời của chúng ta. Thật khó có thể tưởng tượng được một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Vậy, câu hỏi đặt ra là quasar lấy năng lượng từ đâu? Câu trả lời chính là từ một hồ đến siêu khổng lồ. Họ đến là một vùng không gian thời gian có lực hấp dẫn cực lớn, đến mức không gì có thể thoát ra được, kể cả ánh sáng.
Ở trung tâm của quasar là một hồ đen siêu khổng lồ như vậy, có kích thước lớn hơn mặt trời của chúng ta hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần. Khi khí và bụi xung quanh hồ đen bị hút vào, chúng sẽ xoay quanh hồ đen với tốc độ cực nhanh. Quá trình này tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng dưới dạng các tia bức xạ, sóng vô tuyến, tia X, tia gamma và cả ánh sáng nhìn thấy. Đó là lý do tại sao quasar lại sáng đến vậy. Việc nghiên cứu quasar không hề dễ dàng, chúng ở rất xa, khiến việc quan sát trực tiếp trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều loại kính thiên văn và thiết bị khác nhau để tìm hiểu về chúng. Họ phát hiện ra rằng quasar là những vật thể rất cổ xưa. Chúng hình thành từ thời kỳ vũ trụ còn rất trẻ và nhỏ bé. Do đó, việc nghiên cứu quasar giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của vũ trụ. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi về quasar mà các nhà khoa học đang tìm kiếm câu trả lời. Ví dụ như, liệu có phải mọi thiên hà đều có một quasar ở trung tâm? Quasar có thể tồn tại trong bao lâu? Và liệu có thể có sự sống tồn tại xung quanh quasar hay không? Quasar là một bí ẩn đã và đang thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Chúng là một trong những vật thể mạnh mẽ và sáng nhất trong vũ trụ, và việc nghiên cứu chúng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ của chúng ta. Vì vậy, lần tới khi bạn ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, hãy nhớ rằng có thể có những quasar đang tỏa sáng rực rỡ từ khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng. Bạn có biết trên thế giới này có một thứ gọi là entropy? Nghe có vẻ lạ lắm phải không? Nhưng cái ý nghĩa của nó rất dễ hiểu. Entropy là thước đo sự hỗn loạn hoặc độ phân tán của một hệ. Ví dụ như, nếu đồ chơi trong phòng bạn bị xáo trộn, chúng ta có thể nói rằng entropy trong phòng bạn cao. Và nếu đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, entropy trong phòng bạn sẽ thấp. Mọi thứ trên thế giới đều có một chút entropy, và theo thời gian entropy sẽ tăng lên. Chúng ta gọi đó là định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Điều này có nghĩa là thay vì tự sắp xếp theo trật tự, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Bây giờ, bạn có thể tự hỏi điều gì đặc biệt về entropy. Đó chỉ là một khái niệm đơn giản. Tuy nhiên, chính từ khái niệm đơn giản này lại xuất hiện một nghịch lý thú vị, được gọi là nghịch lý entropy. Nghịch lý entropy đặt ra câu hỏi, nếu vũ trụ bắt đầu từ một trạng thái rất trật tự, vậy tại sao ngày nay vũ trụ lại hỗn loạn như vậy? Làm thế nào mà từ một thứ trật tự lại có thể tạo ra một thứ hỗn loạn? Để hiểu được nghịch lý này, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về sự khởi đầu của vũ trụ. Các nhà khoa học tin rằng vũ trụ của chúng ta được hình thành từ một vụ nổ lớn, Big Bang. Vào thời điểm đó, tất cả vật chất và năng lượng đều tập trung trong một không gian cực kỳ nhỏ bé. Đó là một trạng thái rất trật tự, bởi vì mọi thứ đều ở cùng một nơi. Tuy nhiên, khi Big Bang xảy ra, vật chất và năng lượng bắt đầu giãn nở với tốc độ chóng mặt. Khi vũ trụ giãn nở, nhiệt độ của nó giảm dần và vật chất nguội đi. Trong quá trình nguội đi này, các nguyên tử được hình thành, sau đó là các ngôi sao, hành tinh và thiên hà. Bằng cách này, từ một cái trạng thái trật tự, vũ trụ đã trở nên hỗn loạn như ngày nay. Nhưng nếu entropy luôn tăng lên, vậy tại sao vào thời điểm Big Bang, entropy lại thấp như vậy? Đây là một câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Một số nhà khoa học cho rằng có thể đã tồn tại một vũ trụ khác trước Big Bang và entropy trong vũ trụ đó rất cao. Có thể Big Bang đã làm giảm entropy của vũ trụ trước đó. Các nhà khoa học khác lại cho rằng định luật entropy có thể không đúng trong mọi trường hợp. Có thể đến một lúc nào đó, vũ trụ sẽ ngừng giãn nở và bắt đầu cổ lại. Trong quá trình cổ lại này, entropy có thể sẽ giảm xuống. Nghịch lý entropy là một câu hỏi rất thú vị và sâu sắc. Nó buộc chúng ta phải suy nghĩ về nguồn gốc và tương lai của vũ trụ. Mặc dù chúng ta vẫn chưa tìm ra lời giải đáp, nhưng biết đâu một ngày nào đó, chúng ta sẽ giải mã được bí ẩn này. Cho đến lúc đó, hãy cứ giữ nghịch lý này trong tâm trí và chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu vô tận của vũ trụ. Đôi khi trong khoa học, chúng ta bắt gặp những điều khiến chúng ta phải kinh ngạc, giống như đang xem một màn ảo thuật vậy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một thế giới như vậy, được các nhà khoa học gọi là cơ học lượng tử. Đó là thế giới của những vật thể cực kỳ nhỏ như nguyên tử và các hạt cơ bản. Trong thế giới này, mọi thứ hoạt động theo những cách rất kỳ lạ và khó hiểu.
hãy cùng nhau tìm hiểu một số bí ẩn kỳ thú của thế giới lượng tử này nhé. Bí ẩn đầu tiên là hiện tượng chống chấp lượng tử, superposition. Trong thế giới lượng tử, một hạt có thể tồn tại ở nhiều vị trí cùng một lúc. Điều này giống như việc bạn có thể đồng thời ở nhà, ở trường và ở sân chơi vậy. Thật khó hiểu phải không? Nhưng đó là sự thật. Miễn là chúng ta không quan sát một cái hạt, nó có thể tồn tại ở nhiều trạng thái cùng một lúc. Chỉ khi chúng ta quan sát nó mới chọn một cái trạng thái cụ thể. Bí ẩn thứ hai là hiện tượng vương lượng tử, entanglement. Trong hiện tượng kỳ lạ này, hai hạt có thể liên kết với nhau theo cách mà nếu chúng ta thay đổi trạng thái của một hạt, hạt còn lại cũng sẽ thay đổi trạng thái ngay lập tức, bất kể chúng cách xa nhau bao nhiêu. Giống như việc bạn và người bạn của bạn ở cách xa nhau, nhưng nếu bạn bị cảm lạnh, người bạn của bạn cũng sẽ hắt hơi vậy. Điều tương tự cũng xảy ra trong thế giới lượng tử. Bí ẩn thứ ba là hiện tượng xuyên hầm lượng tử, quantum tunneling. Đôi khi, các hạt lượng tử có thể đi xuyên qua tường, giống như những hồn ma vậy. Nghe có vẻ khó tin phải không? Nhưng đó cũng là sự thật. Các quy luật của thế giới lượng tử rất khác biệt so với thế giới vĩ mô mà chúng ta đang sống. Để giải thích những bí ẩn này, các nhà khoa học đã phát triển một nhánh vật lý mới gọi là cơ học lượng tử. Các quy luật của cơ học lượng tử rất khác biệt so với các quy luật vật lý cổ điển. Cơ học lượng tử cho chúng ta biết cách thức hoạt động của thế giới vĩ mô. Mặc dù các quy luật của cơ học lượng tử rất kỳ lạ, nhưng chúng lại rất hữu ích. Nhờ có cơ học lượng tử, chúng ta đã tạo ra được nhiều thiết bị hiện đại như laser, transistor và máy tính. Và trong tương lai, cơ học lượng tử sẽ tiếp tục giúp chúng ta tạo ra những công nghệ mới và tiên tiến hơn nữa, chẳng hạn như máy tính lượng tử. Nhưng điều tuyệt vời nhất của cơ học lượng tử là nó có thể giúp chúng ta giải đáp những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, chẳng hạn như điều gì xảy ra bên trong họ đến và vũ trụ hình thành như thế nào. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá một phần nhỏ bé của thế giới cơ học lượng tử. Đó là một thế giới kỳ diệu, nơi mà không gì là không thể, nơi mà mọi thứ có thể tồn tại ở nhiều trạng thái cùng một lúc, liên kết với nhau từ xa và thậm chí là đi xuyên qua tường. Đó là một thế giới sẽ luôn khiến chúng ta phải kinh ngạc. Lần tới khi bạn quan sát thế giới xung quanh, hãy nhớ rằng bên trong đó còn có một thế giới khác, thế giới của cơ học lượng tử, một thế giới kỳ lạ và bí ẩn. Bạn đã bao giờ tự hỏi sự sống đầu tiên xuất hiện trên trái đất như thế nào? Làm thế nào mà cây cối, động vật và con người chúng ta lại có thể sinh sống trên hành tinh xanh này? Đó là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn và kỳ diệu mà các nhà khoa học đã và đang tìm kiếm lời giải đáp trong nhiều thế kỷ qua. Hãy cùng nhau ngược dòng thời gian trở về quá khứ xa xôi để khám phá câu chuyện kỳ thú này nhé. Hãy tưởng tượng, cách đây hàng tỷ năm, trái đất của chúng ta rất khác so với bây giờ. Không có cây cối, không có động vật, chỉ có núi lửa, dung nham và khí độc. Khi đó, trái đất giống như một quả cầu lửa nóng bỏng, nơi mà sự sống dường như là điều không thể. Nhưng rồi, theo thời gian trái đất dần nguội đi, nước xuất hiện và tạo nên một môi trường đặc biệt, nơi mà sự sống có thể bắt đầu. Các nhà khoa học tin rằng những sinh vật đầu tiên xuất hiện là những sinh vật đơn bào, single-celled organisms, rất nhỏ bé và đơn giản. Chúng nhớ đến mức chúng ta cần phải sử dụng kính hiển vi, microscope, mới có thể quan sát được. Những sinh vật này hình thành trong đại dương và dần dần phát triển mạnh mẽ ở đó. Thời gian trôi qua, từ những sinh vật đơn bào này, những sinh vật phức tạp hơn bắt đầu xuất hiện. Chúng được cấu tạo từ nhiều tế bào, cells, và có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ, một số sinh vật có thể tự tạo ra thức ăn, một số có thể di chuyển, và một số khác có thể hô hấp. Bằng cách này, trái đất dần trở nên đa dạng sinh học với nhiều loài sinh vật khác nhau. Từ đại dương, một số sinh vật bắt đầu tiến hóa để thích nghi với môi trường sống trên cạn. Ban đầu, chúng rất đơn giản, như côn trùng và nhện. Nhưng rồi, chúng dần tiến hóa thành những loài động vật lớn hơn, chẳng hạn như khủng long. Bạn có biết rằng, đã từng có một thời kỳ khủng long thống trị trái đất của chúng ta. Nhưng rồi, một ngày nọ, một thiên thạch, asteroid, khổng lồ đã va vào trái đất, khiến khủng long tuyệt chủng. Tuy nhiên, sự sống trên trái đất không kết thúc ở đó. Những sinh vật nhỏ bé sống sót sau vụ va chạm đã tiếp tục tiến hóa
và tạo ra những loài sinh vật mới. Trong số đó có động vật có vú, mammals, tổ tiên của loài người chúng ta ngày nay. Trong câu chuyện về sự sống này, nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các nhà khoa học tin rằng sự sống bắt nguồn từ nước. Nước tạo điều kiện lý tưởng cho các phản ứng hóa học, chemical reactions, diễn ra. Từ đó hình thành nên các phân tử, molecules, cần thiết cho sự sống. Cho đến ngày nay, nước vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự sống của mọi sinh vật. Tuy nhiên, các bạn ạ, vẫn còn rất nhiều câu hỏi về nguồn gốc của sự sống mà các nhà khoa học chưa thể giải đáp được. Họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi. Những sinh vật đầu tiên được hình thành như thế nào? Nhưng những gì chúng ta đã biết cho đến nay cũng đủ để khiến chúng ta phải kinh ngạc. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng sự sống vô cùng quý giá và chúng ta cần phải bảo vệ nó. Nó cũng cho chúng ta thấy trái đất của chúng ta đặc biệt như thế nào và chúng ta cần phải trân trọng và bảo vệ hành tinh xanh này. Vì vậy, hãy cùng chung tay để giữ gìn trái đất luôn là một hành tinh xanh tươi và tràn đầy sự sống. Thật tuyệt vời! Chúng ta đã cùng nhau khám phá rất nhiều bí ẩn của vũ trụ và học hỏi thêm biết bao điều mới lạ, nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ bé. Vũ trụ bao la vẫn còn ẩn chứa vô vàn bí mật đang chờ đợi chúng ta khám phá. Và chúng tôi rất háo hức được đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá đó. Vì vậy, hãy đăng ký kênh của chúng tôi và nhận chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo với những chủ đề thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, hãy tiếp tục ngắm nhìn bầu trời và đặt ra những câu hỏi bạn nhé.